Hôm nay là một ngày rất trọng đại của gia đình mình. Trước khi có bữa cơm chung đầu tiên, mời bà phát biểu trước ạ. Nữ tướng của gia đình. Ôi. Mời bà. Vâng, cái ông này. Phát biểu đi ạ. Mẹ nói đi mẹ. Các con đừng có nghe bố mày nói linh tinh. Không có tướng tá gì đây hết ý. Thì mẹ cứ nói đi. Mẹ chỉ là mẹ thôi. Tuy nhiên, hôm nay là một ngày mẹ rất là vui. Mẹ đã có thêm một đứa con nữa để bảo ban các anh các chị ở trong nhà. Có thêm một đứa em nữa để yêu thương. Mẹ muốn nói rằng trước khi mẹ là mẹ chồng thì mẹ cũng đã là con dâu. Mẹ hy vọng rằng các con có thể coi mẹ là điểm tựa, là nơi các con có thể tin tưởng, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Mẹ mong rằng con sẽ giống như mẹ, giống như các chị, những người phụ nữ xa lạ dọn về đây và thật sự coi đây là ngôi nhà của mình. Công thành danh. Dạ. Dạ. Các anh đã thấy thế nào là đỉnh cao của sự chọn vợ chưa? Số 1 luôn bố ơi. Vớ vẩn. Tôi nói thật bà mà tôi nói vớ vẩn. Những cái điều mà bố nói vừa rồi lúc đám cưới ấy, thì chỉ là những lời hay ý đẹp dành cho quý khách thôi. Hôm nay bố muốn nhắc danh một câu. Dạ. Bây giờ con đã là người đàn ông có gia đình, con phải có trách nhiệm với gia đình, con phải có trách nhiệm với người mà con đã lấy về làm vợ. Bố mẹ rồi cũng sẽ già đi, cũng sẽ mất. Đây là người phụ nữ sẽ sống với con cho đến trọn đời. Cho nên là muốn làm gì thì làm, là phải sống cho tử tế, đàng hoàng. Điều quan trọng nhất là đừng bao giờ làm vợ buồn. Nếu mà vợ buồn thì cả nhà mất vui. Cả nhà mất vui. Chính thế nhở. Nào, chúc sức khỏe của các con. Vâng ạ. Bố mẹ chúc sức khỏe các con. Chúc sức khỏe bố mẹ ạ. Chúc sức khỏe bố mẹ ạ. Chúc sức khỏe cả nhà. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị ạ. Cảm ơn chị ạ. Bà, tôi với bà cảm ơn anh chị. Là khỏe gấp 2, gấp 3 lần thì mới chiến đấu được với ngần này đứa đấy bà nhá. Không đơn giản đâu. Nhất trí. Ăn đi các con. Nào, ngồi xuống ăn đi. Ui. Con mời bố mẹ, mời anh chị ạ. Mời bố mẹ ạ. Mời bố mẹ. Mời cả nhà. Mời không?